đọc chú của mẹ đó. Quý vị muốn đọc chú tiếng Việt cũng vậy, án chức là chủ lệ chuẩn đề ta bà ha, hay là quý vị đọc nguyên câu thì khởi thủ quy y tô tất đế đầu diện đảnh lễ thất cư tri ngã kim xưng tán đại chuẩn đề chí nguyện từ bi tùy gia hộ nam mô tát đa nẵm tam miệu tam bồ đề cư tri nẵm đắc địa tha, án chức là chủ lệ chuẩn đề ta bà ha. Đó là chú của Phật bổng, hoặc là quý vị thường kiệt đọc á, thường kiệt đọc Om Thare Thu Re Sa Ba, thì kiệt đọc bằng tiếng Phạn. Tại mẹ bên Tây Tạng là Rin Thara, thì những vị cao tăng của Tây Tạng đó mỗi lần mà khấn mẹ đó là ngồi thiền đó, họ quán chiếu mẹ. Thì cái cách ngồi thiền á mà đạt thần thông là mở nhãn đó, cái cách ngồi thiền ngày xưa kiệt chỉ mà quán chiếu mỗi giờ trên mạng có là cho người bình thường, còn mở thần thông á là mình quán chiếu như vậy. Bắt ấn nào cũng được, tam muội hay là ấn ấn của mẹ cũng được, hoặc rồi mình đọc cái câu thần chú đó Thare Thu Thare, thì mình quán chiếu cái khuôn mặt của mẹ là này, khuôn mặt mẹ, mẹ trái tim của mẹ là lòng từ bi thả ánh sáng phủ lên đầu của mình, nó nhiều màu nha, màu đỏ là mẹ nghiêm khắc, là màu trắng từ bi đi, màu vàng đi màu trắng đi, mình cứ tưởng tượng màu trắng với khuôn mặt của mẹ lên đầu của mình, ngồi thẳng lưng, hít thở đều đặn nha, phải theo dõi hơi thở nữa, rồi giờ đồng thời quán chiếu cái luồng ánh sáng đó nó xuống cái đầu rồi xuống cái trái tim của mình, cứ nghĩa là tâm truyền tâm, mà khi mình tưởng là mẹ tới đó nha, tại vì trong đạo Phật mật tông nó màu nhiệm, thì cái đó là lối đầu ngồi thiền của kiệt. Thì quý vị cứ ngồi thiền thì có sẽ có một ngày quý vị sẽ mở thiên nhãn thông bằng cách đó. Còn quý vị mà không có suy nghĩ động tác đó mà xin quý vị cứ ngồi cũng được, miễn sao mình đừng có bị hôn trầm. Nhưng mà cách tất cả những thầy Tây Tạng đó là đa số là cũng giống nhau, thì quý vị cứ thay vì mình nghĩ một động tác mắt nhìn mũi, mũi nhìn đúng thì cũng vậy thôi. Có 1000 cách ngồi thiền, nhưng mà cách của kiệt á là mình vừa nhớ mẹ mình vừa có luồng ánh sáng của mẹ mình truyền lên trên cái trí tuệ của mình rồi xuống cái tâm của mình, là mình thấy vui an tâm. Ma quỷ nó tới đâu dám tới, tại trong đầu của mình có mẹ, là mẹ đứng bên mình đúng không,